Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thế giới xe cho bé Bông Kít. Mặc dù tất cả các cái sản phẩm khi đưa lên trên website của Bông Kít thì Bông Kít đều cố gắng chụp ảnh một cách rõ nét nhất, chân thực nhất với tất cả các góc cạnh. Tuy nhiên là vẫn có một số khách hàng là chưa thể hình dung được chính xác về chất lượng cũng như là kích thước của từng dòng xe đạp theo size. Cho nên hôm nay Bông Kít xin gửi đến các bạn video giới thiệu trực tiếp về dòng xe đạp mang tên Ngọc Phương Đông, để cho các bạn có thể hình dung một cách chính xác nhất về chất lượng của dòng xe Ngọc Phương Đông cũng như là có thể so sánh dòng xe này với các dòng xe khác trên thị trường nhé. Xe đạp Ngọc Phương Đông hiện tại có 3 màu: màu xanh dương, xanh lá và màu đỏ mận, với 3 size 12 inch dành cho bé từ 2 đến 5 tuổi, nên mua khi bé trong giai đoạn từ 2 đến 3 tuổi. 14 inch dành cho bé từ 3 đến 6 tuổi và nên mua khi bé trong giai đoạn từ 3 đến 4 tuổi. Và 16 inch giống như xe màu xanh lá cây mình đang quay đây thì dành cho bé từ 4 đến 8 tuổi và nên mua khi bé trong giai đoạn từ 4 đến 5 tuổi để sử dụng lâu dài. Việc phân chia size của xe đạp thì mang tính chất tương đối vì nó còn phụ thuộc vào độ bạo dạn của từng bé nữa nhé. Và các bạn có thể nhìn thấy hai cái size mà mình đang quay là size 12 inch màu xanh dương là 12 inch này, xanh lá là 16 inch này, và đều đang để yên ở mức thấp nhất thì nó chỉ chênh nhau tầm khoảng 4 cm thôi. Và bây giờ Bông Kít xin quay chi tiết từng bộ phận để cho các bạn có thể hình dung được rõ hơn về chất lượng của dòng xe này nhé. Đầu tiên đó là khung xe. Khung xe là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất quyết định đến cái độ đẹp của xe cũng như là độ chắc chắn của xe. Thì dòng xe Ngọc Phương Đông thì như các bạn đã thấy là đây là hàng chính hãng của Quy Tông, tên công ty cũ là Tiên Niu. Đây là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng chuyên về xe đạp trẻ em. Ngọc Phương Đông thì được thiết kế có cái khung nó khác so với các cái dòng xe khác của Quy Tông, đó là dạng khung kép. Cho nên là trông xe nó sẽ cứng cáp hơn các loại xe khác và cực kỳ chắc chắn. Khung xe được làm từ chất liệu hợp kim thép siêu bền. Phía bên ngoài là sơn tĩnh điện cao cấp cho nên là trông xe nó rất là bóng đẹp, có độ bền cao và rất là sang trọng. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái nước sơn của nó nhé, bóng và cực kỳ đẹp luôn. Và đây là bánh xe. Bánh xe thì cũng là một yếu tố rất là quan trọng để quyết định đến cái sự vận hành của xe. Thì với dòng xe Ngọc Phương Đông thì được thiết kế dạng vành nan. Vành và cái đũa đều được làm từ hợp kim thép chịu lực, cho nên là rất là bền. Phía bên trong của vành thì được phủ một lớp sơn mịn, phía bên ngoài là mạ inox cho nên là trông cái vành của nó rất là chắc chắn cũng như là sáng và sang. Lốp và xăm thì đều được làm từ cao su tổng hợp cho nên là nó rất là êm bền theo thời gian, vận hành tốt trên mọi cung đường. Phía bản lốp thì được thiết kế các cái đường vân ma sát cùng với các cái chiều rộng của bản lốp thì tương đối rộng cho nên là giúp xe bám đường tốt hơn, chống trơn trượt. Nếu mà so với các cái loại xe khác mà của hãng khác mà cùng size ấy thì dòng xe Ngọc Phương Đông này bao giờ nó cũng sẽ to hơn các cái loại xe khác, bởi vì là cái lốp của nó rất là dày. Dày cho nên là khi mà mình bơm xe lên ấy thì cái đường kính của xe nó sẽ to hơn các cái loại xe khác. Cho nên là trông xe nó sẽ khỏe hơn và cao hơn. Xe Ngọc Phương Đông còn trang bị thêm cái dụng cụ để che ốc. Nó giúp cái xe không chỉ đẹp hơn mà nó còn bảo vệ cái ốc bên trong này không bị han gì theo thời gian. Và đây là chắn bùn. Chắn bùn được thiết kế cũng rất là sắc nét. Dòng xe Ngọc Phương Đông này sử dụng phanh dạng hình chữ U có má phanh với độ chính xác tương đối cao. Một số các cái chi tiết khác liên quan đến hệ thống chuyển động của xe bao gồm pedal này. Pedal này thì được làm từ nhựa cao cấp cho nên là rất là đẹp. Toàn bộ cái hộp xích này thì cũng được làm từ nhựa cao cấp cho nên là trông nó rất là sang và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé trong quá trình vui chơi.
Toàn bộ hệ thống xích líp đều được thiết kế với độ chính xác rất cao để đảm bảo an toàn cho bé cũng như là giúp bé dễ dàng hơn trong quá trình di chuyển. Đạp xe rất là nhẹ nhé các bạn nhé. Cũng giống như các loại xe đạp trẻ em khác thì dòng xe Ngọc Phương Đông này được trang bị thêm hai bánh phụ giúp các bé có thể tự tin hơn, và sau khi mà bé đi được hai bánh thì bố mẹ hoàn toàn có thể tháo rời cái bánh phụ này ra để cho con có thể đi hai bánh. Mình xin quay chi tiết hơn về cái phần bánh phụ của dòng xe Ngọc Phương Đông. Một cái nét đặc biệt của dòng xe Ngọc Phương Đông đó chính là cái bánh phụ này. Cái phần bản lốp của bánh phụ này nó được làm từ cao su, cho nên là khi mà bé đi thì nó rất là êm, giảm cái độ ồn. Yên xe của dòng xe Ngọc Phương Đông này thì tương đối là êm. Đây các bạn có thể thấy này, khi mà mình sờ này mình sẽ cảm nhận được cái vấn đề nó rất là dễ chịu này. Và thiết kế theo đúng tiêu chuẩn châu Âu để giảm cái vấn đề cong vẹo cuộc sống trong quá trình di chuyển. Yên xe hoàn toàn có thể nâng lên hạ xuống bằng cách sử dụng khóa thông minh rất là tiện dụng. Cho nên là tùy theo độ tuổi của bé để bố mẹ có thể nâng lên hạ xuống cho phù hợp nhé. Tay lái của dòng xe Ngọc Phương Đông được thiết kế dạng tay lái cong truyền thống, rất là dễ sử dụng. Khi mà các bé ngồi lên thì các bé sẽ không bị đua người về phía đằng trước, ngồi rất là thẳng lưng. Tay lái thì được làm từ hợp kim thép chịu lực, phía bên ngoài là phủ các cái lớp sơn cực kỳ bóng giúp xe đẹp và bền hơn, giảm các vấn đề han gỉ theo thời gian. Riêng cái phần tay lái đây các bạn có thể nhìn thấy là cái phần tay lái thì được bọc cao su rất là êm ái và được thiết kế các cái hoa văn chống trượt. Ngoài ra thì xe còn được trang bị một cái chuông rất là xinh xắn. Cũng giống như yên xe thì tay lái của dòng xe Ngọc Phương Đông hoàn toàn có thể nâng lên hoặc hạ xuống theo độ tuổi của bé. Các bạn muốn thay đổi chiều cao của tay lái thì các bạn sẽ dùng cái lục lăng để xoáy vào đây. Đây là hệ thống tay phanh. Tay phanh được thiết kế màu rất là hợp lý so với cái màu của tay lái. Và dòng xe Ngọc Phương Đông thì còn được trang bị thêm một chiếc giỏ sắt cực kỳ sang trọng và tương đối rộng để cho các bé thoải mái đựng đồ. Chúng ta cùng quan sát lại một số các cái góc cạnh của dòng xe Ngọc Phương Đông này nhé. Nếu bố mẹ nào có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dòng xe Ngọc Phương Đông thì có thể comment ngay bên dưới video hoặc liên hệ tới hotline của Bông Kit theo số 0989 348 280 để nhân viên của Bông Kit sẽ liên hệ lại để tư vấn. Hoặc bố mẹ có thể ghé trực tiếp cơ sở của Bông Kit tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để xem hàng trực tiếp. Ngoài ra Bông Kit còn rất nhiều các cái loại xe khác dành cho bé từ sơ sinh cho tới 8 tuổi. Bố mẹ có thể truy cập trực tiếp vào website www.bongkit.com hoặc thế giới xe cho bé.com để tham khảo các mẫu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của shop.